Rồi, Thất Sơn chào cáo bà con ha. Tiếp tục thì bữa nay Thất Sơn xịt thử nghiệm một loại thuốc có trên thị trường nữa bà con. Đó, thì đây Thất Sơn xịt thử nghiệm để thử nghiệm thứ nhất là về cái hiệu quả của thuốc. Thứ hai là cho ra cái liều lượng sử dụng để mà cân đối các cái vùng đất ở trong tỉnh An Giang, đặc biệt là đất ba vụ hoặc là hai vụ cái đất gò kém chất lượng nha bà con. Thì đây Thất Sơn sử dụng một khuôn này là mẫu hán xịt mẫu hán từ cái đường nước nhỏ nè nghe con. Đó, sẵn dưới. Đó, còn bên đây khác chủ ha, bên đây của ông anh. Bên đây của ông em. Đó, Thất Sơn xịt mẫu để mà coi cái hiệu quả của sản phẩm chất lượng và cái liều lượng sử dụng làm sao hợp lý để mà chia sẻ cho bà con mình. Để khi bà con mình tại cái địa phương của bà con mình đó có những loại thuốc này thì bà con cũng có biết cách sử dụng đó, liều lượng làm sao cho nó hợp lý ha. Thì đây là đất hai vụ nhưng mà cái miếng này là miếng gò ha con. Nói chung đất hai vụ thì cũng có miếng tốt miếng xấu, miếng lung nhưng mà cái nào phèn nhiều cũng không tốt nổi đó, mà gò nhiều quá cũng không tốt nổi. Như miếng này gò nè thì mới giải phân 2-3 ngày nay thì bắt lên thì tiếp tục phát sang phun xịt, nó có lá nè, chủ yếu phân bóng lá sẽ phun xịt qua lá để mà cảm nhận được cái sự hiệu quả của thuốc không. Thì ở đây Thất Sơn thứ nhất là quay cái dàn lúa cho bà con xem ha. Đó. Đây là UM18 ha bà con. Đất hai vụ. Nhưng mà nói chung đất hai vụ ba vụ gì nói chung bây giờ sợ tiết bây giờ bà con mình làm chủ yếu là sống nhờ vào phân thuốc á, bà con biết cái cách sử dụng phân thuốc hợp lý thì nói chung lúa chúng chứ hai vụ được rồi cũng lên đường hết trơn bà con ơi. 700 800 có, 600 mấy có, 900 tấn tấn mốt nói chung là đủ loại ha, nó do tùy cách bà con mình. Nó một số bà con vô tấn hay vụ hai rồi á. Tốn tiền phân tiền thuốc không là 3 triệu đến 3 triệu rưỡi bà con tính tiền phân thuốc không chưa tính là các chi phí khác nữa. Đó, chứ không phải là nói chung là trong cái tắc lúa này bà con mình phải nắm bắt cái tình hình và sử dụng thuốc cho nó hợp lý ha. Thì đây Thất Sơn bữa nay Thất Sơn phun xịt cái miếng mẫu này ha. Thì chia sẻ cho bà con một cái loại thuốc. Đây. Đó, thì cái tình trạng lúa chung bữa nay 15 ngày là bà con thấy không? Mới gãy phân đầu ha, thì nói chung cây nó cũng ú cũng bự ha. Và cái bộ rễ nó bà con thấy cái bộ rễ nè, đó ha. Chưa có xịt thuốc gì hết trơn ha bà con. Là bộ rễ nó như vậy ha. Thì đây thì nói chung thì mới gãy của phân đầu, đó, đáp với lạnh công 10 công cắt có 10 11 12 kg gì đó ha. Thật ra cũng gãy luôn mà quên à. 8 công lớn mà 2 bao, 8 công lớn khoảng 100 kg đó, bao đáp bao lạnh cho 8 công tầm cắt á ha. Đó thì bộ gãy nó như vậy ha, thì Thất Sơn quay thả cho bà con xem luôn ha. Rồi sau khi phun xịt 5 đến 7 ngày thì Thất Sơn xuống phun cử 2 và Thất Sơn bẻ lên nhổ lên cái bộ gãy để cho bà con mình so sánh ha. Thì cái chất lượng nó như thế nào thì ở đây là Thất Sơn và bà con mình so sánh chung. Đó, hiện tại là chưa xịt thuốc gì hết, mới gãy phân thôi. Cử phân 1 nó như vậy. Đó, ok. Đó. Đây là một cây nè. Nhổ thí đại một cây bự hết, nó trân trọng cây bự luôn. Chung đây bộ rễ nó vậy ha bà con. Đó. Khi chưa sử dụng thuốc ha. Rồi thì đây là cái sản phẩm mà Thất Sơn muốn chia sẻ cho bà con ha, và làm mẫu để coi hiệu quả nha. Thì đây là một cái sản phẩm của Ronaldo, của sản phẩm Ronaldo của công ty đâu ta, đây công ty Ida Global ha bà con. Đó. Thì với cái sản phẩm này thì nó cái chai của nó là 400 450, giá thành của nó là thị trường là 120.000 một chai ha bà con. Thì theo như cái sản phẩm này thì nó là cái thành phần của nó là bà con thấy nè, thành phần của nó là đạm lăng kali ha, đạm 6%, lăng 6% và kali 8%, đặc biệt là nó bổ sung thêm đủ các chung quy lượng ha bà con, molybdenum 800 nè, kẽm bo nè, đồng nè, manhê nè, ha. Là mỗi cái đều 800 ha bà con. Đó. Nói chung là bổ sung thêm chung quy lượng cho lúa bà con mình đầy đủ chất đó. Đó. Thì để coi xịt coi nó hiệu quả như thế nào ha. Thì theo cái sản phẩm này là ra rễ mạnh, phát triển chồi, rễ khỏe, mập chồi, tối đa năng suất ha bà con. Thì đây sử dụng thì theo khuyến cáo của công ty gây... theo khuyến cáo của công ty thì xịt giai đoạn đẻ nhánh ha bà con, 10-12 ngày giai đoạn mạ nè với giai đoạn đẻ nhánh ha. Thì nói chung thì các cái dòng thuốc mà phân bóng lá mà giúp đẻ nhánh điều chồi đầu như cái sản phẩm này thì nói chung thì mình xịt nó đủ cái cửa xịt ha, nhưng mà tối đa là 25 ngày là nghỉ ha. Tại vì xong xịt những cái sản phẩm này xịt là nuôi chồi đẻ chồi thì con xịt trong cái giai đoạn là nó nuôi chồi đẻ chồi thôi, còn qua giai đoạn đồng là nó khác nữa rồi ha. Thì bà con nên xịt thì nói chung thì những cái sản phẩm này con xịt là 10-12 ngày nè, 18-20 ngày nè, là cử phân 1, cử phân 2 và cử phân 3 đó. Còn cử phân đón đồng thì mình xịt thuốc đón đồng khác nữa ha. Thì theo khuyến cáo của công ty thì đây không
sao không có thấy để không con. Thì nói chung thì những cái loại phân bón lá thì vậy, nó 10-12, 18-20 và 25-27 ngày ha. Thì cái liều lượng của thuốc này thì công ty có cho liều lượng nè, đối với lúa dưới anh em con sử dụng vào giai đoạn đẻ nhánh nè, ra rễ mạnh nè, đẻ nhánh nhiều nè, tăng sinh số chồi hữu hiệu, tiết kiệm phân bón ha, sau khi cái dặm giúp cây phục hồi nhanh, hạn chế các điều kiện bất lợi của môi trường. Thì liều lượng của công ty khuyến cáo bà con là 50cc trên bình 25 lít ha. Nhưng mà ở đây Hắc Sơn căng ra liều chuẩn cho bà con mình là một chai này bà con sử dụng đúng theo 4 công rửa tầm cắt ha. Thì cứ 100cc cho 1.300m² là một công cắt á, cứ 100cc là một công cắt. Thì Hắc Sơn cũng xài mẫu luôn thì để coi cái hiệu quả như thế nào. Thì nói chung là mỗi cái vùng đất nó sử dụng đều có liều lượng khác nhau ha con, chứ không phải là nói cái vùng đất mà ba vụ kém dinh dưỡng đưa vô cái liều lượng của vùng đất nà là chết luôn á. Nó không hiệu quả luôn á ha. Thì nói chung thì tùy vùng đất, nó còn dinh dưỡng, nó còn phù sa thì nó khác. Bà con xịt liều nhẹ thì nó cũng đã hiệu quả rồi, nhưng mà đó cái vùng đất ở Hắc Sơn, ví dụ như Hắc Sơn nói bà con nè, Châu Phú nè, Định Biên nè, Châu Đốc nè, Chi Tôm là mấy vùng đất ba vụ thậm chí hai vụ luôn ha. Thì nói chung thì nó, thứ nhất là phèn, thứ hai là nó chai đất rồi, không còn phù sa. Những năm gần đây thì nước về bán nước mưa, nước lũ, nước bão không, chứ không có phù sa ha. Ba phù sa nó chặn cái đập thủy điện là nó lóng dưới đó hết rồi, đâu có xuống được đâu. Nó xả là xả ba cái nước dơ, cái nước sạch thôi mà, cái nước là cũng như là bà con mình mà uống nước máy đó, không có dinh dưỡng gì hết, chỉ là cái nước không à ha, lọc dinh dưỡng hết rồi. Thì nói chung mình đây Thất Sơn chia sẻ cho bà con ha. Đây là sản phẩm Ronaldo của công ty Ida Global ha. Rồi thì đây là phân bón lá, thì nó để trên đây thì để phân lá NPK 668 là 6 đạm, 6 lăng và 8 kali ha. Ida 333 rồi Hắc Sơn chia sẻ cho bà con cái sản phẩm này để Hắc Sơn sử dụng rồi cửa sau Hắc Sơn có xịt nữa xuống quay cái lại cho bà con mình cùng tham khảo ha.